Một cái video là ai rút trúng được cột dọc bên nào cũng được thì sẽ được tất cả chỗ này 2, 4, 6, 7 người cõng lần lượt cõng xung quanh cái vòng này. Sướng thế. Sướng nhá. Xuống đây. 1. Hai, chứ giờ mình sắp sửa được rồi. Càng về cuối càng sướng. Mình mà sút chúng là để nguyên đấy, để nguyên đấy không xoay. Damn. Để nguyên đấy không được xóa. Bao chú sút vào rồi. Không được xóa dấu tích. Để nguyên thôi. Hai người ok, để... mình khẳng định các bạn nha. Các người sút cuối cùng. Hôm nay mình không để chú bóng đá phủi cõng mình. Ba người rồi. Chú sút gần đến lớp đấy, anh em tắt bình nhau. Chú không đá phủ góc sút ở đâu nha anh em. Có lẽ bắt đầu sợ rồi. Cả hai sút thôi. Không được làm thế. Bắt đầu rồi. Tránh ra. Ai làm thế? Sau đây là 2-3 người là con kia phải cóng cái thằng bé này này. Ơi giời, nó bé nhất là tưởng là hàng này. Nó 3 người nữa thôi. Ơ kia cẩn thận. Rồi. Nào bây giờ là 4 người. 1 rút đi. Nhiều khi mình đeo phải hiểu được. Sau đây là bóng đá phủ nha anh em. Được. Còn 2 người nữa là rút đi, ai cháu rút đi. Xem là ra lùi đây để con TV con quay được con tí nữa không ai công nhận. Đừng không, chỉ là treo. Đó, con dọc kia không? Treo, thôi đừng che. Anh em đã xoay em đi đâu. Đấy mà biết ngay mà. Ui giời ơi. Ui. Cháu sốt luôn đây, nó đến lượt chú. Tối rồi. Sợ mà. Thì cõng nó. Ui. Quả cuối cùng mà mình mà rút chúng là kiểu này là tất cả chỗ này lại cõng mình ra. Tí anh em ơi, úp video lại, úp video lại. Hello. Úp video lại, úp cho chú đá. Không có bằng chứng ơi, chú không có bằng chứng. Đừng cậy cho chú đá. Để nguyên. Bây giờ phải ra đây xếp hàng đây này. Đây, cháu xếp hàng đây. Anh em đây, tránh ra. Tất cả là 2, 4, 6, 7 đúng không? Cho mày đứng đấy càng tốt. Tao lại càng dễ sút. Tao sút bên này. Anh em. Về nha, không xóa nhá. Thôi, quả hay nhá. Ui, quả tay mà sút trúng rồi hay. Tao sợ rồi thôi, đúng không? Thế nên là chú phải cây tao rồi. Chị Đô. Mày quá. Mày quá. Tao bắt đầu đá lại đâu. Cao lên, cao lên. Lượt mà. Wow, xem nào ai đủ trình độ sẽ sút trúng trước là không đơn giản đâu. Anh cứ sút lại ra ngoài ông vào à. Chân ghi bàn à, chán ghi bàn. Ôi giời lại còn chán ghi bàn à. Chân đi. Cái bàn này. À, tránh ra để máy quay, thằng nào sút để máy quay, là thằng nào sút nào, thằng Vinh sút trước à. Một quả trượt. Tắm sửa được cõng rồi. Khói rồi. Hai quả, ui giời. Hai quả rồi. Lần này là hói rồi. Hello, xin chào các bạn. Quá lên bạn. Lần này hát. Ba giây còn chưa ngủ, đi học không? Bên nào thì bên bây giờ 3 giờ rồi nhá. Bên đấy không quay được là không ăn không tính đúng không? Bây giờ đang là 3 giờ sáng nha anh em. Wow. Bây giờ là siêu đỉnh cao của Đức Lượng là sẽ bắt mọi người cõng có được không à? Đức Lượng đâu? À đâu phải. Đạt. Chưa rồi nhá. Hoàn này. Ui giời ơi, còn ai nữa đâu nhỉ? Còn Việt Phương ơi. Việt Phương Khoa với cả Toàn. Phương cố lên. Chưa ông nào thắng được cả. Dậy đi. Cõng ai cũng được trừ bóng đá phủ. Về cõng này về. Lúc đấy là sút đùa đấy. Khốn à. Cõng sút đùa. Đây chú đây. Chú thì cả nặng tất cả mọi thằng là về được. Xem nào. Việt Phương ạ. Ôi trời ơi, chết tôi. Vãi rồi xoáy. Ui thằng Quan sợ này. Thằng này sút suột lắm. Trước thôi. Ui trời ơi, chuẩn quá luôn. Con cháu luôn. Lê Văn Toàn. Thế này là xịt rồi. Hay quá nhỉ. Xịt phủi rồi. Có một thằng nữa. Thế này là xịt phủi rồi. Xịt rồi đi. Bạn.
Cơ hội là thứ hai. Bắt các cháu cõng một vòng. Rồi. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Chuyện thôi. Không nè. Các bạn đây nhá, xem nhá. Đây từng này bạn nhá. Đấy, đang trốn tránh trách nhiệm bây giờ. Bây giờ cho nợ lại. Bây giờ cho nợ lại chút tiếp quả nữa. Đây có chúng được con rào không? Bây giờ tất cả đang nợ một quả. Ai mà sút trượt lại nợ tiếp. Sáng mai anh em trốn nhá. Nào. Chơi thế chứ mới hay chứ nhỉ. Ơi. Các chú ơi, con cháu ơi. Ôi trời ơi, Lượng ơi, mày xong rồi. Chưa. 3 quả sút trượt rồi, chân thua. Bắt đầu đến Quang Vinh. Neymar hay là Ronaldo đấy. Chân thua. Ở đây đều có bằng chứng nha các bạn. Bây giờ ai sút trúng trà là cho xóa nợ luôn. Ok. Bây giờ cho tất cả 7 người là ai mà sút trúng trà là cho xóa nợ. Cõng. Ok. Đấy. Bao. Hai đứa sút được đúng không? Trượt 3 người nhá. Sút trượt rồi đấy. Anh cũng phải cõng. Anh sút rồi. Đấy, xóa lợ nhá, hết lợ nhá. Bạn Hữu Hoàn đã xóa lợ cho tất cả mọi người nhá. Cho tất cả mọi người. Ok. Xóa tất cả mọi người là mất phải vào đây chơi tiếp, suốt tiêu một quả nữa. Anh Châu đã xóa lợ rồi. Bên suốt lại nhá chú nhá. Bây giờ suốt lại cột dọc xem quả thứ tư của Nguyễn Đức Lượng. Suốt lại cột dọc. Ai à? Chết rồi, lại bắt cõng rồi. Một quả. Đấy, quả thứ tư mới được. Hai. Đặt ngắm nghĩa vào, kỹ vào. Đá bóng nó phải đỉnh cao một tí. Lại chơi kiểu gì nhỉ? Chơi kiểu gọi là... Nhìn à? Dương Long kích tay. Vương Long kích tay, nhìn ra gấp thịt. À, đúng rồi. Nhìn ra gấp thịt nha anh em. Bây giờ sút ra. Phương đầu ấy. Tránh ra để quay. Ôi, Sơn thua. Tưởng thế là ôm họ đưa lên vào Hữu Hoàn. Đẹp như thế mà cuối cùng không ai thể hiện. Nó vừa sút xong. Đéo bay trình độ. Cảm ơn. Ôi. Việt Phương. Ta phải tập nữa rồi. Nhanh lên nào, không lại phải cõng thằng Lượng bây giờ ấy. Lượng ơi, xem xuống này. Kiểu gì vậy, chúng cột dọc cái đấy. Ta lấy chúng đâu. Xuống ra. Đánh ra ông lại xịt xóa mất, bây giờ có mỗi quả quay đẹp rồi. Đánh ra để nhìn. Không được không chú? Đấy, đứng lùi ra đây để sút. Mà đạt sút rồi sao nhỉ? Không, sút rồi. Rồi sao? Bây giờ sút thẳng ngang mà. Chơi ăn gian nó sút rồi, thôi để các bạn sút chứ. Chưa là sút thẳng ngang mà. Không, bây giờ đang sút thẳng mà. Bây giờ thằng Lượng nó đang thắng. Bây giờ là phải sút hết vòng ra. Mà không sút hết vòng là phải cõng nó đấy. Khoan, mày được đi. Thế là sút trúng được một dọc hoặc tràn ngang là xịt xóa cả đội. Được không? Để chúng sút sẵn ra. Đến toán.
được không? Con người con người con chơi rồi phải phải lấy. Con toàn 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 cô cô. Còn khoảng cuối là mình chút bây giờ thế nào giờ lượng nhỉ? Bây giờ giờ hai người vào chứ cùng một lượt thì nhỉ? Hả? Hai người vào chứ cùng một lượt. Chị xóa hết. À, thôi chú giải cứu. Nếu mà chú giải cứu có thành công thì tất cả mọi người sẽ cứu cháu. Được chưa? Thành công à, tất cả mọi người cộng cháu. Ờ, hai người xuống xuống. Nhưng mà chú chút là chú hy sinh quả này là chú không phải cõng nhá, các cháu cõng nhá. Ok không? Không. À, chú bây giờ chút cả chút trượt rồi. Bây giờ chú rút trượt bây giờ nhá. Chú phải cõng nhá. Chú rút chúng vào máu, con cháu không rút chúng con cháu. Thế bây giờ chú giải cứu tất cả mọi người không? Nếu mà rút chúng thì chú thoát và tất cả cháu phải cõng được chưa? Được không? Được không? Nếu mà sút trượt ra thì tất cả phải cõng. Còn nếu không ấy là chú mà sút trúng ấy thì là chú không phải chú sút trúng chú sẽ giải cứu tất cả mọi người đúng không? Đấy, mình tí vô rồi. Mất lượt rồi. Mình mất lượt rồi. Bây giờ thế nào đây? Bây giờ cho lượng ra câu hỏi nào. Bây giờ nhá. Trượt cả lúc bóng cháu. Ờ. Chú sút trượt cả lúc bóng cháu, chú không phải cõng. Ok. Ok. Bây giờ chú nó mất lượt, chú nó vẫn phải cõng cháu. Bây giờ chú sút trượt đây nha, chú giống bọn nó chú cũng phải. Không, nhưng mà chú là giải cứu mà. Nên bây giờ nếu chú sút trúng, chú giải cứu. Chú cho chú giải cứu tất cả nó. Ôi trời ơi, chú sút trúng xem này. Nhìn đây này. Thế bây giờ nếu mà chú sút trúng mà chú giải cứu được chúng nó phải cõng chú. Đúng không? Đúng rồi, cái gì đó. Cháu phải cõng nó, cháu nào. Chuyện đây, chuyện đây. Chuyện đây. Cộng lượng còn hơn cộng lượng. Chuyện đi. Không phải không? Chuyện đi. Bây giờ nó gọi là cướp lượng. Ô mô tô. Ô mô tô. Chuyện đây. Còn không phải tất cả lượng. Chú chi ba là chú ấy. Một dòng này. Chú nhắm mắt rồi chú xuống được xe rồi. Nhắm mắt được không? Chú chuyện giỏi lắm. Chú nhắm mắt đi. Không, chạy ra, chạy ra. Mà làm sao được. Anh ơi. Ôi, ta đi về nhá. Ta về nhá. Nói được chưa? Buồn rồi. Anh em ơi. Ôi, anh đi về. Anh về. Nó, anh em đó. Ôi, cộng lên. Cộng lên, cộng lên, cộng lên. Tung về, tung về. Cẩn thận ngã gãy cổ ấy. Mỗi nhớ một chân, mỗi nhớ một chân. Nào, cộng chưa? Đây là không một bé nha. Đấy là không một cộng gì. Không một bé không? Bé không? Thì đây. Không một bé không? Con nè. Cả lũ cộng. Còn em. Ờ, nhưng mà cộng một qua cộng trước đi. Ui ôi, một vòng nặng lắm. Ui ôi. Đâu có tin nào. Bây giờ đến đạt béo rồi, đạt béo cong đây. Đạt béo cong cuối cùng. Đấy sao cong cong. Chú cũng phải cong ơi. Chú quẳng chân đi. Thủy á còng nha anh em. Thủy á còng nha anh em. Nhanh lên, nhanh lên. Cống nhanh lên còn trầu tiếp theo. Tía chú phải cống ấy. Chú á? Sao chú phải cống nhỉ? Ơ, chú xuất trường. Ua, cả đang ngã. Ua, ua, nhanh ra chú của bóng. Đây, thằng này cống lên giảm. Lên đây, cống mày à. Cống nào. Lên đây cõng mày đâu. Lên đây mất ổn nha. Chú đi nào. Chú đi nào. Sướng thế nhở, hôm nay lượng được làm anh hùng nhở, được mọi người cõng rồi, sướng thế.
Sướng thế nhỉ? Lên công. Đấy, tự nhiên anh em lại luyện được sức khỏe đúng không? Mình là đấy. Cắt cụ nha anh em. Tự nhiên anh em được luyện sức khỏe này đúng không? Ôi khỏe thế. Vãi Hoàn. Hoàn. Lên đây. Đây cá. Hai chơi Hoàn thôi chú ơi. Đấy. Thôi em. Hãy lên, nhanh lên. Đang làm gì đâu. Đang lên mày chửi. Lên cá. Chú chắc miễn rồi. Nhắc nữa đi chú, còn chú nữa. Chú miễn rồi. Miễn chị miễn. Chú công. Đấy là chú. Ra. Để lên. Chú tốt quần đấy. Cho nhìn cả nhau vào, nhìn nó chất. Chú ơi, chú làm cái điều này rồi. Chú. Quay ra chóng mắt để thôi. Quay ra chóng mắt để thôi. Thằng nó rút chú vào luôn. Cái thời xuất chúng cơ. Cái thời xuất chúng. Trong ý của bạn nào? Bạn nước cuối. Say rồi, say rồi. Ơi, ơi. Nước ngược cuối. Thôi. Cầm nghi. Một từ á. Về. Chứ mình gặp.